Xin chào các bạn, sản phẩm mắc rẻ muốn giới thiệu ngày hôm nay là đôi Dio băng khuyết Zara này. Sản phẩm làm từ chất liệu da microfiber cao cấp chống nhăn. Như các bạn thấy, thiết kế giày lười rất lịch lãm, trẻ trung với những đường vân kẻ đan nổi bật. Phần băng thủng trên mặt lưỡi giày rất cá tính, góp phần hoàn thiện set đồ hoàn hảo cho các chàng trai. Đế giày làm từ cao su nhập ngoại, chống chân trượt hiệu quả và có những đường chỉ khâu rất chắc chắn. Ngoài ra, sản phẩm còn được gia công kỹ lưỡng bởi những đường chỉ khâu ở quanh thân giày. Bây giờ, hãy cùng mình test lửa sản phẩm. Gần 10 giây trôi qua, nhưng không hề có dấu hiệu cháy hay nổ ra, mà sản phẩm vẫn giữ nguyên độ bền. Bởi vậy, hãy nhanh tay comment số điện thoại để đặt hàng đôi giày này chỉ với giá 239.000 đồng. Một đôi tất khử mùi sẽ dành tặng ngay cho 50 khách hàng đầu tiên. Cảm ơn và đừng quên theo dõi Mắc Rẻ để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào!